Thưa quý vị và các bạn, vậy là sau 122 ngày yên bình thì tuần qua lại là một tuần biến động khi xuất hiện bệnh nhân 1342 là ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Nỗi lo lắng lại một lần nữa ập xuống với chúng ta. Ngày 28 tháng 11, bệnh nhân 1342 được Bộ Y tế công bố là ca lây nhiễm mới. Anh là tiếp viên hàng không của hãng hàng không Việt Nam Airlines, được cách ly tập trung từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11. Sau hai lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân được cho về nhà tự cách ly đến ngày 28 tháng 11. Ngày 22 tháng 11, bệnh nhân 1342 đi học tại trường Đại học Hutech. Trường Hutech đã yêu cầu toàn thể sinh viên, học viên tất cả các bậc hệ sẽ nghỉ học từ ngày mùng 2 đến hết ngày mùng 6 tháng 12. Trong thời gian này, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với mẹ đẻ và hai người bạn, một nam và một nữ. Ba trường hợp tiếp xúc trực tiếp trên đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó người bạn nam có kết quả dương tính và là bệnh nhân 1347. Bệnh nhân 1347 là giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ K-English của quận 10 và quận Tân Bình. Sở Y tế Hồ Chí Minh cho biết, qua điều tra, truy vết, cơ quan này xác định có 146 F1 và 52 F2 tiếp xúc với bệnh nhân 1347. Khó khăn lại một lần nữa đến và để có thể thành công, mấu chốt quan trọng nhất vẫn là ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Sự việc của bệnh nhân 1342 đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng rất mạnh mẽ. Trưa ngày 3 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho nhiều người. Nam tiếp viên của Vietnam Airlines đã không tuân thủ quy định cách ly tại nhà, gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho 3 người khác. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, nam tiếp viên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 với khung hình phạt là phạt tiền từ 50 triệu đồng cho đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Có thể thấy Việt Nam đang không chỉ quyết liệt trong vấn đề phòng chống dịch, song song với đó thì những cá nhân gây ảnh hưởng đến cộng đồng cũng sẽ được xử lý đúng người, đúng tội. Không chỉ Hồ Chí Minh, trong tuần vừa qua, Hà Nội cũng đã xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2. Song đây là ca nhập cảnh nên đã được cách ly ngay, cũng không có gì quá lo lắng. Tuy nhiên thì hiện tại mỗi người dân vẫn cần phải nâng cao ý thức và cảnh giác của mình đối với dịch bệnh, thực hiện theo đúng chỉ thị của Bộ Y tế trong vấn đề phòng chống dịch. Vì vẫn chưa thể khẳng định được nguồn lây nhiễm từ Hồ Chí Minh liệu có ra đến Hà Nội hay là các tỉnh lân cận hay không. Và để kết thúc cho chương trình điểm tin ngày hôm nay sẽ là một điểm sáng của dịch bệnh trong tuần vừa qua. Dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn sẽ có một tia sáng. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ luôn giữ vững niềm tin, đồng lòng thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ vì đó là cách mà chúng ta chiến thắng đại dịch lần này. Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 do liên doanh Pfizer-BioNTech sản xuất theo Reuters đưa tin. Theo đó, vaccine này sẽ được triển khai chủng ngừa từ tuần tới đối với những người cần đến vaccine nhất, như những người già trong viện dưỡng lão. Vương quốc Anh đã đặt hàng 40 triệu liều, đủ để chủng ngừa cho 20 triệu người. Khoảng 10 triệu liều sẽ sớm có, với 800.000 liều đầu tiên sẽ đến Anh trong vài ngày tới. Hồi tháng 11, Pfizer-BioNTech công bố vaccine của họ đạt hiệu quả trên 90% trong thử nghiệm giai đoạn 3. Vaccine bao gồm 2 liều, tiêm cách nhau 3 tuần.